Anh nói vậy là sao? Tụi em không có hiểu gì hết. Tụi em đã góp dành mấy ngày nay rồi mà nó còn nguyên là sao? Em mượn tiền đứng chứ đâu phải là tiền góp đâu mà hết. Em không hiểu thế nào là tiền đứng tiền góp hết á. Em chỉ biết á là tụi em góp cho anh 3 ngày rồi, anh phải trừ số tiền đó vào tiền góp cho tụi em. Không ngờ hôm nay ta gặp loại người ngán ngược như tụi bay. Không hiểu là không hiểu sao. Mày nói đi, muốn một tiền của tao phải không? Anh mới đúng á, là người ngang ngược á. Sao? Hôm trước anh đâu có nói là trả tiền lãi gì đâu. Trời ơi, tao nói tiền đó là tiền đứng đó, đồ ngu. Tiền đứng á phải trả lãi hàng ngày. Mỗi ngày phải trả 0,8%, tức là 40 ngàn, chứ còn gì nữa. Như vậy có khác gì cho gian lời các cổ đâu nè. Mắc cười quá. Trước giờ tao vẫn cho vay ăn lợi mà. Tụi bay không biết hả? Anh nói vậy á có khác gì gạt tụi tôi. Anh thử đi hỏi mọi người coi. Anh cho mượn tiền mà anh ăn nói à mờ kiểu đó, ai đúng ai sai? Ở đây là cái chỗ nào vậy mà tụi bay dám lớn tiếng vậy? Mày có tin không? Tao cho mày tắt ngay bây giờ không? Tụi bay lo mà liệu hồn á. Quên nữa, đưa tiền đây. Thôi về đi chị. Ủa, về rồi đó hả? Tại còn hỏi nữa. Ngồi đi, tôi dọn cơm cho ăn nè. Bữa nay có thịt gà, đã lắm. Nè. Trời. Đã không, đã không? Bữa nay ăn như đám giỗ vậy. Sao bữa nay bà thương tôi, bà cho tôi ăn ngon quá vậy bà? Trời ơi, hồi chiều mượn tiền con mẹ hai đi qua mua đề, hiểu không? Trúng. Trúng hả? Trúng, bởi vì mua thịt gà cho ông ăn nè. Gà nào cũng trúng, về ăn cơm đã. Nói nghe. Ừ? Hình như thằng Minh mà con bà Ngọc á. Sao? Hết mê con Khánh rồi. Bây giờ nó mấy con bồ lận á. Tại con Khánh. Sao tại con Khánh? Con Khánh nó ngu, nó mới để sổng thằng Minh. Mà trong khi thằng Minh nó giàu có như vậy. Mà thôi, bà đừng có nhắc tới cái con phản phúc nữa, tôi ăn cơm không có vô. Bà thấy không, từ hồi nó đi cho tới bây giờ, nó có điện về nó hỏi thăm túi bạn câu nào đâu. Nó sợ, nó sợ mình biết cái chỗ ở của nó, mình đi kiếm nó. Con quỷ đó mà. Kể ra con này nó cũng bạc bẽo thiệt á. Không gọi điện về cho tôi thì thôi, tiền cũng không chịu gửi nữa. Bà, bà làm ở nhà bà Ngọc á, lương tháng này đâu bà đưa tôi chút đỉnh tôi trả nợ cô bà. Để vợ chồng thằng Hiền nó nói nặng trên đầu trên cổ tôi nhục quá bà. Trời đất ơi, tôi làm bên nhà bà Ngọc á là làm trừ nợ. Tôi thiếu nợ 3 triệu tôi qua bển tôi làm tôi trừ, chứ có nhận được cắt tiền công nào đâu. Mà sao ông kỳ ghê nha, cứ đi nhậu rồi thiếu nợ là làm sao rồi bắt tôi trả. Kỳ. Cái đó là chuyện của tôi. Tôi hỏi bà có trả hay không, bà đừng có nói nhiều. Tôi cho bà biết trước tôi bán nhà tôi nhậu á. Vậy tôi vậy? Dễ lắm rồi, thấy không? Tôi lấy tiền bán nhà tôi đi nhậu xong rồi tối tôi về nhà chiến hữu tôi ngủ xong. Trời đất ơi, còn có một cái nhà để lấy chỗ đi vô đi ra hả? Ông bán rồi tôi ra đường tôi ngủ hay sao? Thì bà đi ra tôi khỏi đi vô, thấy không? Nhà này nhà của tôi, bán hay không là quyền của tôi, bà không có can thiệp vô cái vấn đề này được. Trời đất ơi, tôi nói thiệt á, không có đáng mặt đàn ông. Ta không có lo cái gì được cho vợ thì thôi, tối ngày nhậu nhẹt bê tha không à. Có một cái nhà để che mưa che nắng chui vô chui ra thôi, cũng làm lẹ bán là sao? Bà không đáng mặt đàn bà. Tôi khổ như vậy đây nè. Bao nhiêu năm nay tôi khổ với gia đình này,
Không phải là tôi lo cho cái nhà này sao? Lo cái gì? Rồi tôi còn nuôi thêm cái con Phản Phúc đó nữa, cái con Khánh đó. Bà biết tôi khổ cỡ nào? Tôi được cái gì? Toàn là gặp thứ vong ơn bội nghĩa không hả? Mà nói gì nói ông không có được bán nhà. Tôi bán là bà làm gì tôi? Mà nói gì nói ông không có được bán cái nhà này. Ông muốn bán là ông bước qua xác tôi. Xác bà là chờ bà chết tôi mới bán hả? Ừ. Không có đâu cưng. Bà sống mà tôi bán được mới ghê chứ. Trời ơi là trời. Ăn không nổi luôn hả? Ăn giọng gì ăn đi. Vàng mặt ai vậy? Bà vàng mặt ai? Ừ? Bà coi nè, tôi có bán được cái nhà này hay không cho bà biết nha. Giờ sao chị? Em thấy lo quá. Chị cũng chưa biết nữa. Ông Tèo á, ông bắt mình á, mỗi ngày á phải góp 40 ngàn. Đến chừng nào á có đủ 5 triệu trả thì thôi. Biết tới khi nào mình mới có đủ số tiền đó để trả. Chẳng lẽ mình cứ đóng tiền lãi hoài sao? Em tính vậy nè. Anh Quân á, anh nói với em á là anh kiếm được việc làm. Lương hàng tháng của em á cũng gần 2 triệu. Hay là tới chừng đó em xin ứng trước lương để em trả cho ông Tèo xong được không chị? Nhưng chị sợ á, mới vô làm người ta không cho mình ứng trước lương đâu. Chị chỉ sợ là mình góp hoài mà không có đủ tiền gốc để trả. Tới chừng đó số tiền mà mình góp hàng ngày á, nhiều gấp mấy lần á số tiền mình mượn ban đầu luôn á. Mày sao vậy Thơm? Mày giúp tao chuyện này được không nụ? Ừ, nhưng là chuyện gì? Mày có 5 triệu không? Cho tao mượn đi. Tại vì tao đang cần gấp lắm. Trời đất, số tiền lớn vậy sao mà tao có được? Có bao nhiêu tiền á tao gửi về quê cho má tao mua thuốc cho thằng Tuấn hết rồi. Nhưng mà mày cần tiền gấp để làm gì? Tao trả tiền cho ông Tèo. Tao mượn cho con Khánh. Để cho con Khánh á, nó đi đóng phí đi làm đó. Nhưng mà tại sao phải trả gấp như vậy? Ông Tèo á, dễ sợ lắm mày ơi. Tao cứ tưởng á, mượn 5 triệu góp 4 tháng mỗi ngày á, 40 ngàn là xong rồi. Đằng này á, ông bắt tao với con Khánh góp chừng nào á, có đủ 5 triệu trả cho ông thì thôi. Như vậy á là cho dây ăn lời cắt cổ rồi còn gì. Nhưng mà bây giờ lấy tiền đâu ra mà trả cho ổng đây? Góp mỗi ngày 40 ngàn đã là khó rồi. Bởi vậy á giờ tao mới lo nè. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi mà mày có chịu nghe đâu. Mày đừng có dính vô nó nữa. Nó là sao chổi đó. Mày nói gì kỳ vậy? Không giúp tao thì thôi, mày trách con Khánh làm cái gì? Giờ tao đang rối lắm nè. Cũng tại em làm liên lụy tới chị. Lẽ ra em không nên mượn tiền của ai hết. Ừ, hay là mày nói với ông Nhân thử coi, biết đâu ổng giúp được mình. Tao với ông Nhân chia tay rồi, sao mà tao làm vậy được? Trời đất ơi, giờ phút này mà còn chia tay với chia chân, chứ giờ mày tính làm sao? Không lẽ cứ còng lưng ra góp hoài hả? Đối với tụi mình mỗi ngày 40 ngàn đâu phải là ít. Hay là ngày mai em qua bển năn nỉ ông Tèo để cho mình góp trong vòng 2 tháng thôi. Dù sao thì ông cũng đã có lời rồi mà. Hay quá ha. Bộ em tưởng mấy tay cho dây ăn lời cắt cổ đó dễ năn nỉ lắm hả? Đằng sau nó còn cả một đống đàn em sẵn sàng vác dao, vác búa đi đòi nợ mướn kìa. Mà sao mày biết nhờ? Thì báo đăng Hà Rầm lên đó. Bộ mày chưa đọc hả?
bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi ta? Lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ủa, không phải giờ này chị ở chỗ làm sao? Sao giờ về đây? Chị tranh thủ nghỉ trưa để về nè. À, mà em gọi điện cho anh Quân chưa vậy? Em gọi rồi nhưng mà máy nó cứ nói là không có liên lạc được. Chứ ổng bận cái gì đó nên ổng tắt máy thôi, không có gì đâu. Ừ, để mà em gọi lại coi sao. Em dọn cơm chị ăn nha. Thôi, bây giờ á, chị em mình qua gặp ông Tèo để năn nỉ ổng cho mình góp đủ 2 tháng thôi. Chứ góp cái kiểu này lấy đâu ra tiền. Chắc là ông cũng không nỡ ép chị em mình vô đường cùng đâu chị ha. Em á, lấy giỏ đi rồi mình đi. Tới gấp sách phải không? Ông Tèo đi vắng rồi, có gì thì đưa cho tôi. Dạ không phải, tụi em tới tìm anh Tèo có chút chuyện á chị. Mượn tiền chứ gì. Ông Tèo dẫn tụi đàn em đi đòi nợ Bình Chánh rồi, chắc tối mới về. Ủa, đi đòi nợ mà cũng phải có đàn em nữa hả chị? Chứ sao, đối với mấy con nợ khó đòi thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Vậy tụi nó mới sợ, tụi nó mới chịu ói tiền ra. Thôi tụi em về nha chị. Dạ. Của cô nè. Hmm.
Mày lại nhớ tới anh chàng tốt mã bữa trước nữa hả? Tao nói rồi, anh ta không có đến đây nữa đâu. No xôi thì phải chán chè chứ. Mày im giùm tao đi, nói nhiều nghe mệt quá. Ý anh, anh, em ngồi chung với anh nha. Được rồi, em gọi cô kia giùm anh đi. Tụi em đứa nào chả giống nhau, em ngồi với anh cũng được mà. Không, anh chỉ muốn cô kia ngồi với anh thôi, em gọi giùm anh đi. Hiền, mày qua ngồi với khách kìa. Miếng cơm anh áo đó mày. Em chào anh. Chào em. Em rảnh không? Ngồi nói chuyện với anh một chút nha. Em làm ở đây lâu chưa? Cũng được một thời gian rồi anh. Anh xin tự giới thiệu nha. Anh tên Luân. Con người đẹp tên gì vậy? Em tên là Hiền. Tên đẹp. Anh để ý em nãy giờ. Bữa nay có chuyện gì mà nhìn em buồn quá vậy? Em không ngờ là anh lại chú ý tới em như vậy. Em cảm ơn anh nhiều nha. Anh thật lòng quan tâm tới em mà. Bộ em không tin anh sao? Không phải là em không tin, mà là em không dám tin thôi. Đàn ông các anh bây giờ ghê lắm. Ghê là ghê chỗ nào chứ? Anh nói thiệt mà. Thôi, mời mình em vô đi. Cái. Mời em uống đi. Thơm, anh đợi em lâu lắm rồi đó. Anh về đi. Nhưng anh có chuyện muốn nói với em. Giữa tôi mình có còn gì để nói nữa đâu. Còn chứ. Nhưng còn tình yêu của hai đứa mình. Chẳng lẽ em định bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Má anh đã nói rõ hết rồi đó. Tụi mình không thể đến được với nhau thì chi bằng chia tay còn hơn. Có lẽ chuyện đó sẽ làm chúng ta bớt đau khổ hơn. Nhưng tụi mình thật lòng yêu nhau mà. Bởi vì mình phải làm cách nào đó để má anh chấp nhận. Nhưng em không còn yêu anh nữa. Em nói dối, anh không tin. Anh tin hay không á thì tùy. Em thấy không còn gì để nói với anh nữa đâu. Nè, Thơm, Thơm. Tới đây được rồi, dừng lại. Ai là cái gì vậy? Ấy trời, đưa nón này đại ca. Nghe nói hồi chiều em tới nhà tìm anh hả? Bây giờ anh tới rồi nè.
tính chuyện tiền bạc sao đây? Dạ, em tính xin anh, bắt đầu từ hôm nay em muốn góp 50.000, như là tiền góp chứ không phải tiền đứng. Anh cho em góp 4 tháng là dứt nợ luôn được không anh? Đâu có được em. Em đã đồng ý mượn tiền đứng rồi thì em phải chịu chứ. Tiền mỗi ngày em góp á là tiền lời, tiền vốn vẫn y nguyên. Tới chừng nào em có đủ 5 triệu á, em trả cho anh một lần á rồi xong luôn. Dạ, nói thiệt với anh là lúc trước á, em không biết thế nào là tiền đứng, thế nào là tiền góp, nên em mới đồng ý với anh. Bây giờ em vẫn chưa xin được việc làm. Anh tính lại giùm em được không? Cái đó là do em không phân biệt được thôi. Đừng có ai gạt gẫm với em đâu. Anh đã nói với em từ đầu là như vậy rồi. Bây giờ cứ tính y như vậy đi. Em thật sự không biết làm sao nữa. Em xin anh đó, anh giúp giùm em được không? Trời, bây giờ biết hay không á thì anh Tè cũng giải thích rõ ràng đúng không? Bây giờ không phải lỗi tụi anh ha. Bây giờ cô góp đủ đi thì không chuyện gì xảy ra hết. Bằng không á, đáng tiếc á. Anh nói vậy là làm sao? Giờ sao chăng gì nữa? Thì bây giờ cô góp cho đủ đi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Còn cứng đầu cứng cổ nha thì liệu hồn nhiều mắt nâu vậy đó ha. Hai anh à, chuyện của Khánh mượn tiền của hai anh á, tôi có nghe nói. Chỉ tại là Khánh không phân biệt được tiền góp, tiền đứng là như thế nào nên mới xảy ra chuyện như thế này. Hai anh thông cảm cho cổ đi. Ủa, anh nghĩ tụi tôi lừa cô ta chắc? Tiền bạc thì đâu đó rõ ràng, tôi đâu ép ở đâu. Mượn rồi á thì phải góp cho đầy đủ. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà cô ấy mượn 5 triệu mà bây giờ phải góp cho tới ngày cô ấy có tiền trả thì chắc chết quá. Mà bây giờ Khánh cũng chưa có đi làm, đâu có tiền đâu mà trả cho anh. Ê, nó nghe nè, chuyện đó không phải của anh đâu. Sao, tính quịch phải không? Tôi không có ý đó, chỉ là... Ôi, dẹp đi mày. Nó mượn được, nó trả được ha. Giờ đừng nói thêm nó bớt gì nữa, mệt quá. Không là có chuyện à. Thôi anh Kha, chuyện của em để từ từ em tính, anh đừng có nói nữa. Gì vậy? Gì ồn ào vậy? Gì nào? Mấy người tính làm loạn ở đây phải không? Gì mà loạn? Chắc vài bữa nữa. Tao xin nghỉ mấy bữa để về quê á mày. Sao vậy? Bộ như mày có chuyện gì hả? Không, có chuyện gì đâu. Tao về quê á, để má ông Tâm xuống nói chuyện. Thì ra là vậy. Giờ thì mày hết lo rồi nha. Vậy mà hôm bữa có đứa khóc bù la bù lu với tao vậy đó. Nhưng mà mày thì vui, còn tao á thì buồn rồi. Tự nhiên sao lại buồn? Thì mày đi lấy chồng, tao ở một mình buồn chứ sao. Trời đất, tao có lấy chồng á thì cũng ở gần đây nè, chứ có đi đâu xa đâu mà mày buồn. Tụi tôi tới đây rồi nợ, giờ ai không phần sự á đừng có xỉa vô ha. Xỉa vô là phiền lắm đó, coi chừng đó. Tôi không cần biết mấy cậu là ai hết á, nhưng đây á là nhà tôi, mấy người làm loạn là tôi báo công an liền đó. Cái gì? Bà hù ai hả? Báo công an hả? Ủa, có chuyện gì vậy? Hình như á ở ngoài phòng chị Thơm có chuyện gì á. Đi mày. Bây giờ tốt nhất bà biến được không? Bà mà lạng quạng xí vô hả, đốt sạch cả nhà bà luôn đó. Thằng Dũng nói được là làm được nha, bà hiểu không? Sao mấy cô kỳ vậy? Mấy cô thiếu nợ người ta trả người ta đi chứ, sao để người ta tới đây làm loạn lên vậy? Thôi dì Năm, bộ mấy người không muốn sống ở đây nữa hay sao vậy? Ê, mày đi đâu hả? Tính báo công an phải không? Đâu có. Gì đâu? Không có gì đâu. Có cho vàng tôi không có làm vậy đâu chú ơi. Bây giờ mấy đứa này thiếu tiền chú, chú muốn làm gì thì làm, nhưng mà làm ơn đừng phá nhà tôi giùm cái. Tôi không cần phá nhà bà làm gì á.
Bây giờ tôi cần nó lo tiền đó thôi. Tôi biết liền à. Chỉ vậy thôi à. Ừ vậy đi. Muốn làm gì đó thì làm đi. Các anh á, đừng có ép người quá đáng như vậy. Cho mượn tiền kiểu đó chẳng khác nào ăn lời cắt cổ. Cái thằng này, nó nghe nè, đâu phải chuyện của mày đâu mà xí vô hoài vậy hả? Anh khôn hồn cắt cổ mày lại. Mày cẩn thận đó. Để đi vô đi. Anh Khang có chuyện rồi. Anh Khang kéo kìa. Anh Khang. Anh Khang. Anh Khang. Anh Khang. Anh Khang. Anh Khang. Sao mà anh Dục vậy? Vỏ nó thôi mà vỏ nó hả? Anh Tèo nè, bây giờ anh sợ nó đúng không? Anh sợ nó để em má. Cho nó biết mùi chứ. Trời ơi, tao kêu mày vỏ nó thôi. Sao mày đâm nó chi? Ok, tụi tao phải xử vậy đó, hiểu không? Tại thức quá, mà anh em. Tụi mày nha mày. Dũng, 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 Dũng. Dũng, lúc lẽ mọi chuyện tính sao? Anh Kha, bà nó tới là chết. Anh có sao không? Thằng nó nhớ mặt tao cho mày. Anh có sao không? Đừng lo mà. Trời, đi lên chạy ca. Từ từ. Đầu lẹ đi. Tao nhớ mặt mày rồi đó. Thôi mà. Trời ơi, sao anh lại bị thương như vậy? Hả? Anh Kha. Trời ơi, máu chảy nhiều quá. Không có gì đâu. Sao vậy nè? Nhanh đi Khánh. Mấy người đó qua đòi nợ Khánh hả? Cũng tại em mà anh Khang mới bị thương như vậy. Thôi em đừng khóc nữa. Đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của em đâu. Tránh ra đi. Vụ này chưa có em đâu. Rồi tụi nó kéo tới đây nữa thì sao? Đụng vô mấy thằng xã hội đen này là chết đó. Mượn tiền của nó làm gì? Cho khổ gì nè. Anh Kha, anh có cần phải vô bệnh viện không? Em sợ á là vết thương của anh á bị nhiễm trùng, nguy hiểm lắm á. Không cần đâu em. Vết thương cũng nhẹ thôi mà. Vậy thì để em đưa anh về phòng nghỉ nha. Thôi khỏi, anh tự về được mà. Thôi, mọi người nghỉ đi, anh về nghe. Nè, nếu mà anh thấy khó chịu chỗ nào thì phải nói cho em biết liền nha. Ừ, được rồi, anh về nghe. Chào anh. Thôi, em về phòng nha. Mấy chị cũng tranh thủ ngủ sớm đi nha. Mình về. Thôi, tụi em về. Chuyện thiếu tiền tèo què, giờ em tính sao đây? Tất cả là tại em. Đáng lẽ em không nên mượn tiền của anh ta để liên lụy tới mọi người, liên lụy tới anh Kha. Em xin lỗi. Trong chuyện này, chị cũng có một phần trách nhiệm nữa. Không phải tất cả đều tại con Khánh đâu. Đừng có trách nó nữa, tội nghiệp nó. Giờ phút này mà mày còn bênh cho nó được nữa hả? Nó gây ra bao nhiêu chuyện bộ mày không thấy sao? Từ ngày có nó về ở chung, căn phòng này hả, có ngày nào được yên không? Bà Năm á thì đòi tiền nhà, tiền điện, tiền nước tối ngày. Còn giang hồ á thì tới đòi nợ. Đến nỗi hả, phải chém người kia kìa. Vậy mà mày còn muốn bảo bọc cho nó nữa hả? Vậy chứ bây giờ á mày tính cái gì? Chẳng lẽ cứ ngồi trách móc nó hoài hả? Cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu. Tao không biết. Nhưng mà tốt hơn hết á thì nói nó dọn đi đi. Kêu nó đừng có xen vào cuộc sống của tao với mày nữa. Kệ nó đi. Nè.
vậy đó đi. Dạ. Nè mấy đứa, dì Năm, hay là tao thấy tụi bay liệu kiếm chỗ khác ở đi, tao lấy lại phòng, chứ tụi bay ở đây á phiền phức quá đi á. Dì thông cảm cho tụi con một lần này thôi, con sẽ ráng kiếm tiền trả lại cho ông Tèo. Chứ bây giờ á, dì lấy lại phòng rồi tụi con biết ở đâu. Tao nói thiệt nha, bay có tiền thì mau trả cho tụi thằng Tèo đi, chứ rồi đó tới giờ không có ai dám dây dưa với tụi này đâu. Tụi nó giang hồ lắm đó. Dạ con biết rồi. Nhưng mà tao nói trước nha, bay mà để tụi giang hồ kéo tới đây làm loạn một lần nữa đó, là tao lấy lại phòng cho người khác mướn đó nghe. Giờ em chỉ biết trông cậy vào anh Quân thôi. Chắc em phải xin ảnh ứng trước tiền lương để trả nợ quá. Em đi gọi điện á cho ảnh xem sao. Chị cũng lo lắm á. Em cầm ít tiền á đi gọi điện thoại đi. Dạ thôi. Cầm lấy đi. Em đi nha chị. Em đi nha. Anh Kha. Nụ hả? Vô đi em. Nụ uống nước nè. Anh để em lấy cho. Anh uống đi. Em uống đi. Anh mới uống. Em có nấu cháo và mua thuốc giảm đau cho anh rồi nè. Anh ăn đi, rồi nhớ uống thuốc nha. Cảm ơn em. À, mà Khánh sao rồi nụ? Tối qua Khánh có ngủ được không? Chắc là Khánh sợ lắm. Em nói với Khánh đừng có lo quá. Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó hết. Nợ thì từ từ mình kiếm mình trả. Mà tụi nó cũng chỉ cần kiếm được tiền thôi, chứ không dám làm gì mình đâu. Giờ này mà anh còn lo cho nó được nữa hả? Nó hại anh ra nông nổi này mà. Khánh cũng không muốn vậy đâu. Tội nghiệp Khánh bị tụi nó gạt nên mới mắc nợ như vậy. Thôi, anh ăn cháo đi. Anh ráng ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe. Được rồi, để anh. Đi kỳ vậy? Dạ em xin lỗi. Cũng may là tôi chưa tông thẳng vào người cô đó. Ra đường nhớ tập trung hơn. Dạ. Đường thành phố nguy hiểm lắm, không giữ chơi được đâu. Cô xem người cô có bị gì không? Nếu không sao thì được rồi.
Tôi đi nha. Dạ. Tao ăn Dự ăn cơm hả? Không, tao ăn mày á. Dựng nói gì kỳ vậy? Cái gì đâu kỳ, con gì đâu mày không ăn. Tao nói là tao ăn. Gì vậy? Tao ăn đi. Gì ăn? Gì ăn? Ăn gì? Gì ơi gì? Xin em hãy sống. Gì ơi, cứ gì ăn nhậu tối ngày không đủ hay sao mà giờ này còn đòi ăn là sao? Dự cưới được tốt. Ê, mày đừng nói mày nó đòi ăn cơm. Rồi tôi nói tối ăn gì con? Nó chạy cái tóc là quỷ không? Bởi vậy á, tao nói hoài nè, làm ơn á, sáng sớm cười một cái, tối về cười một cái mặt cứ đưa đám như vậy hoài rồi làm sao mà hên. Bởi vậy tao xui hoài đó. Còn bao nhiêu niềm vui phía trước, hạnh phúc vẫn chờ đón em. Hãy đứng lên đi, gạt đi hết những muộn phiền sau lưng. Gì vậy? Con nói cái gì bao nhiêu lần rồi? Vì đừng có chơi đề nữa, có được không? Mày làm như tao thích vậy lắm vậy. Nếu mà có cách khác nào hay hơn, tao đâu có khổ vậy đâu. Mà con có thấy ai chơi đề mà giàu lên được đâu. Tiền làm ra bao nhiêu cũng không đủ chứ. Nợ nần thì tùm lum. Mai người này mốt người kia tới đòi, riết rồi làm sao sống nổi hay gì? Thì chẳng qua nói xui vậy đó. Chứ mà gia tiểu bây giờ tao hên đi, tao trúng đề một cái là tiền xài không hết. Con nhìn đầu trên xóm dưới á, ai dính vô cờ bạc đề đóm cũng tan nhà nát cửa. Còn cho muốn gì khổ nên con mới nói vậy thôi. Mày biết mày muốn làm chị hai tao luôn à? Chuyện tao tao làm, mày đừng có chế vô. Hệt quá. Tránh ra đi. Vụ này chưa có em đâu. Rồi tụi nó kéo tới đây nữa thì sao? Đụng vô mấy thằng xã hội đen này á là chết á. Mượn tiền của nó làm gì? Cho khổ gì nè. Anh Quân nói sao? Sao rồi em? Anh Quân có cho mình ứng tiền trước không? Dạ có. Anh nói là từ từ ảnh ảnh sắp xếp cho mình. Vậy cũng được. Dù sao thì mình cũng sắp có tiền để trả cho tụi tèo què thoát khỏi cơn ác mộng. Khánh, em sao vậy? Sao chị ơi, em mệt chút thôi. Em có cần uống thuốc không? Chị đi mua thuốc cho em. Không cần lo cho em. Chắc là em ở ngoài về bị say nắng chút thôi. Em qua đây nằm nghỉ nè. Sao hôm nay em thấy chị lạ vậy? Bộ có chuyện gì hả? Có chuyện gì kể cho em nghe đi. Biết đâu em trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng cho chị thì sao? Đôi khi từ bỏ biết đâu lại tốt hơn phải không Nga? Từ bỏ? Nhưng mà từ bỏ cái gì mới được chứ? Thôi, em không hiểu mớ bồng bông của chị đâu. Mệt chị quá à. Bữa nay chị nói cái gì mà em không hiểu gì hết. Chính chị còn không hiểu nổi kìa. Chị làm bao nhiêu chuyện, nhưng nghĩ lại thì chị sẽ chẳng bao giờ có được điều chị muốn.
thôi. Thà mình cứ sống vô tư, vô lo như trước đây, có phải hay hơn không? Bữa nay chị nói chuyện văn vẻ quá à, mà em không hiểu gì hết trơn á. Thôi mà chị ăn cơm đi. Thôi ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa. Mình phải ăn vì còn phải sống nữa chứ. Chị này thiệt á, mưa nắng thất thường quá à. Dạ. Ờ, chào em. Em chào chị. Có chuyện gì không em? Dạ, tháng này chị có thể cho em ứng trước lương được không à? Em có chuyện gấp hả? Dạ, tại vì em đang cần tiền để trả nợ cho người ta. Em cũng biết quy định của công ty, làm tới cuối tháng mới được lãnh lương mà, làm sao cho em ứng trước được? Dạ, em cũng biết vậy, nhưng mà chị có thể giúp cho em một lần này nữa được không? Thật sự là em đang cần gấp lắm. Nói thiệt á, chị rất quý em, bởi vì em làm việc rất là chăm chỉ, với lại có tinh thần trách nhiệm. Nhưng đây là quy định chung của công ty. Lần trước em đã xin ứng với lý do gửi về cho gia đình, và chị cũng đã ngoại lệ cho em rồi. Chắc lần này chị không giúp em được đâu. Thôi, chịu khó, chờ tới cuối tháng đi ha. Dạ, em hiểu rồi, em xin phép chị. Ừ. Thơm, em có cần anh giúp gì không? Có chuyện gì chỉ cần em nói với anh một tiếng là được. Em biết anh rất thích em mà. Tôi không cần ông giúp gì hết á. Mà tốt hơn hết á, ông nên giữ tự trọng một chút. Còn không á, tôi báo cho chị quản đốc biết. Nhưng em không còn yêu anh nữa. Em nói dối, anh không tin. Anh tin hay không thì tùy. Em không còn gì để nói với anh nữa đâu. Bà chủ kêu cổ xuống ăn cơm, bà đang đợi ở dưới đó. Tôi không muốn ăn, giờ để má tôi ăn trước đi. Dạ, cậu Nhân nói cậu không muốn ăn, cậu nói bà ăn trước đi. Nó muốn gì đây chứ? Chẳng lẽ ăn với tôi bữa cơm cũng khó vậy hay sao? Dạ, mấy bữa nay em thấy cậu buồn lắm, mà có ăn á, cậu cũng ăn ít lắm. Nó không ăn thì cứ cho nó nhịn, tôi không có chịu thua nó đâu. Còn với cái Nè, có khách tới tìm mày kìa. Mới sợ mà mày ngày tưởng đêm mong đó. Hả? Không lẽ là anh ta nữa hả? Anh gì mà anh? Ông già bằng tuổi ba mày á. Thôi mình đi qua đi. 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 Chào anh. Chào em. Anh mới tới hả? À, mấy bữa anh không gặp em, anh nhớ em lắm. Bởi vậy anh mới tới là anh nhờ người gọi em ra liền đó. Dạ. Không hiểu sao chỉ gặp nhau vài lần, nhưng anh rất thích em. Anh biết em làm ở đây chắc cũng không thoải mái lắm, cho nên anh rất muốn bảo bọc cho em. Em thấy sao? Em cảm ơn anh, nhưng em sợ lắm. Em sợ chuyện gì? Đã có anh lo mọi chuyện cho em rồi mà. Không,
Em sợ là sợ chuyện khác kìa. Chuyện gì vậy? Em sợ là sợ con sư tử nhà anh kìa. Nó mà gầm lên hả, là em bỏ mạng luôn. Trời, tưởng gì. Chuyện đó thì em yên tâm, anh với bà ly thân từ lâu rồi. Anh tặng em nè. Anh không tiếc với em bất cứ thứ gì đâu. Dạ em. Em nhận đi cho anh vui. Dạ. Thôi anh uống rượu nha. Mình cùng cạn ly nha. Mời em. Đòi tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Còn giang hồ á thì tới đòi nợ. Đến nỗi phải chém người kia kìa. Vậy mà mày còn muốn bảo bọc cho nó nữa hả? Vậy chứ bây giờ á mày tính cái gì? Chẳng lẽ cứ ngồi trách móc nó hoài hả? Cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu. Tao không biết. Nhưng mà tốt hơn hết á thì nói nó dọn đi đi. Kêu nó đừng có xen vào cuộc sống của tao với mày nữa. Nhưng mà tao nói trước nha, bay mà để tụi giang hồ kéo tới đây làm loạn một lần nữa đó, tao lấy lợi phòng cho người khác mướn đó nha. Em xin lỗi. Thank you.
Xem ra em mình vẫn còn vô tư lắm. Chẳng có gì phải bận tâm hết. Vẫn ngủ ngon như thường kìa. Đâu có. Bình thường á là con Khánh á nó về sớm nhất á. Khánh. Dậy đi em. Khánh. Trời ơi, sao chân tay nó lạnh ngắt vậy nè? Ừ. Trời đất ơi, sao nó lạnh như thây ma vậy nè? Hả? Kìa. Hả? Trời đất ơi. Khánh à. Mọi người ơi. Khánh. Con Khánh nó uống thuốc tự tử rồi nè. Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi. Có chuyện gì vậy? Khánh ơi. Chuyện gì chị Thơm? Thơm ơi, con Khánh nó uống thuốc tự tử rồi. Trời ơi, đây là thư nó để lại nè. Khánh. 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 Khánh ơi. Mọi người ơi, bác của con Khánh. Trời ơi. Khánh ơi. Anh ơi, anh dậy đi Khánh. 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 Dài giọt bác nghĩ quẩn uống thuốc tự tử rồi. Ngoài đó gọi xe cấp cứu đi. Không biết Khánh có sao không nữa. Ông mới đi lẹ lên anh. Đầu hẻm. Lẹ lẹ đi anh. Chờ xe cấp cứu cho nhanh. Không biết nó có sao không nữa. Chậm trễ là nguy hiểm lắm. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Em xin lỗi vì đã làm liên lụy tới mọi người. Em không ngờ hy vọng cuối cùng của em giờ cũng đã không còn nữa. Ông Quân, người hứa xin việc làm cho em thực ra là một tay lừa đảo để chiếm đoạt tiền bạc của rất nhiều người. Em thực sự không biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ cho anh Tèo. Giờ chỉ có nước em chết đi thì ông mới không tới làm phiền mọi người nữa. Dù sao em cũng cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Thơm, chị Nụ, anh Kha đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Vĩnh biệt tất cả. Thiệt tình, con Khánh nó khờ dại quá. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Mà nó lại, lỡ nó có bề gì thì sao? Em đừng lo, chắc là Khánh không sao đâu. Nhưng sao nó ở trống lâu quá vậy? Cả buổi rồi đó. Bác sĩ, bạn em có sao không bác sĩ? Nguyên đêm tôi đã phải vật lộn để giữ lại mạng sống cho mấy ca cấp cứu. Bây giờ thì cố giữ mạng cho kẻ tự quỷ mình nữa. Xin lỗi bác sĩ, cũng tại bạn em nghĩ quẩn mới làm ra chuyện dại dột vậy. Tình hình của bạn em có nguy hiểm không bác sĩ? Cô ấy có sao không ạ? Cũng may là đưa vô sớm nên không có nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã tiến hành xốc ruột cho cổ rồi. Bây giờ bệnh nhân vẫn còn hôn mê, phải ở lại theo dõi vài ngày mới biết chính xác được. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ mọi người có thể vô thăm bệnh nhân, nhưng nhớ là không được làm ồn. Khi bệnh nhân tỉnh lại thì chúng tôi sẽ chuyển qua phòng khác. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vô đi. Ý chết. Em gấp quá, em quên mang quần áo cho Khánh rồi. Không sao đâu, em cứ về lấy đi, để anh coi chừng Khánh cho. Dạ, vậy em về lấy nha, chú em vô liền. Dạ, con phải vô bệnh viện với con Khánh. Thấy chưa, dính vô tụi anh quèn chi cho nó khổ không biết vậy nữa. Tiền trả tiền phòng á còn hẹn lên hẹn xuống được.
À nè, mà công nhận không, đâu có đứa nào mà tử tế như Năm vậy đúng không? Dạ, tụi con hiểu tấm lòng của dì Năm mà. Tụi con cảm ơn dì nhiều lắm. Không có gì, đi đi, đi đi con, dạ, dạ. Để nó chờ. Ủa Nụ, mà vô đây á, hèn gì tao về nhà tao không thấy mẹ đâu hết á. Ủa, mày đem đồ vô cho con Khánh, sao mày không vào đó? Tao... Tao hiểu rồi, mày ngại gặp con Khánh chứ gì. Có gì đâu mà ngại, tụi mình á là chị em chung phòng mà. Chuyện nó tự tử, chắc một phần là do lỗi tại tao. Nhưng mà thật lòng, tao không muốn nó có bề gì đâu. Tao nói thiệt á. Tao tin mày mà. Mày đừng có lo. Dù sao á thì mọi chuyện cũng qua rồi. Từ giờ á tụi mình cứ coi nhau như là chị em đi. Đối xử tốt với nhau là được rồi. Thôi mình vô thăm nó đi. Ê, chuyến này á con Khánh nó tiêu thiệt luôn á mày. Thuốc ngủ mà nó làm như thuốc bổ, nó uống lần mấy chục viên á. Mà nghĩ cũng tội cho nó, nhát quá mà gặp tụi tèo què, đúng là mất hồn luôn. Tội cái gì mà tội? Trời ơi, nó tưởng nó uống thuốc ngủ ngủ luôn là trốn được nợ chắc. Chứ nó ngây thơ thiệt. Thôi, chiều tao với mày đi làm về, tranh thủ ghé thăm nó một chút. Dù sao cũng là chị em ở gần phòng mà. Thôi đi bà, cho tôi xin đi. Gặp cái mặt nó là tao đã khó chịu rồi. Giờ còn đi thăm nữa, mày rảnh quá ha. Cái con này, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng với nhau. Mày ăn ở kiểu đó, coi sao được. Láng giềng của mày chứ có phải láng giềng của tao đâu. Mày thấy kỳ thì mày đi thăm đi. Tao không rảnh, không quan tâm. Thôi, mày ngồi chơi đó đi. Tao đi về trước. Ê, Hằng, Hằng. Về chứ sớm vậy? Ê, tao chưa nói chuyện xong mà. Bực mình à. Ủa, trẻ mới vô hả? Dạ. Ngồi đi. Dạ. Anh Kha, Khánh nó vẫn chưa tỉnh hả anh? Anh về nhà nghỉ đi. Để em và Nụ ở lại á, lo cho Khánh là được rồi. Anh cũng ở đây cả buổi rồi mà. Không sao đâu, anh ở đây chờ Khánh tỉnh lại rồi về cũng được. Nhưng mà tay của anh vẫn còn đau mà. Anh cứ về nghỉ đi, rồi bữa sau vô thăm Khánh cũng được. Chắc nó cũng chưa tỉnh ngay được đâu. Ừ, vậy thôi anh về trước, em ở lại lo cho Khánh nghe. Con Khánh nó tỉnh rồi nè. Khánh, em tỉnh rồi hả? Em xin lỗi. Em không sao là tốt rồi. Từ nay á, dù có chuyện gì cũng không có được dại dột vậy, nghe chưa? Chuyện gì á cũng có cách giải quyết của nó. Mọi người sẽ cố gắng giúp em. Em đừng có nghĩ quẩn nữa đó. Chị xin lỗi em. Nhiều lúc chị nóng nảy quá, không kiềm chế được lời nói của mình, nên đã làm em buồn. Không phải đâu chị, em mới là người có lỗi. Em chỉ mang rắc rối tới cho mọi người thôi. Tụi em mới tới hả? Chị,
Khánh sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không chị? Khánh khỏe chưa? Bữa sau á, đừng làm chuyện dại dột này nữa nghe chưa? Ừ, Khánh xin lỗi. Cảm ơn Liên, Thanh đã vào thăm. Lần sau không có được làm bậy nữa nha. Để em. Khánh là mọi người á, một phen hết hồn luôn á. Yên tâm đi, còn Khánh á, nó đã hứa rồi, tuyệt đối á, không có chuyện này xảy ra nữa đâu. À, mọi người biết chuyện gì chưa? Còn Thanh với ông Tâm á, sắp đám cưới với nhau rồi đó. Cuối cùng thì má ông Tâm á đã chịu thua lũ trẻ rồi. Thiệt vậy hả? Dạ. Mà chừng nào cưới? Dạ cũng sắp rồi. À, ít bữa nữa em xin nghỉ về quê để gia đình anh Tâm xuống nói chuyện. Hay quá đi. Mai mốt á, em mà lấy Tâm á, là tụi chị á tha hồ ăn phở miễn phí luôn á. Không dám đâu. Tới lúc đó hả, em sẽ tranh thủ chặt đẹp mọi người luôn. Mọi người giữ trật tự cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi nữa chứ. Sao mà quá vậy? Dạ, con nghe nè má. Kha, con có khỏe không con? Dạ, con khỏe. Má với Trinh vẫn khỏe hả? Má và em vẫn khỏe. Kha, sắp tới á, con gửi thêm cho má ít tiền được không con? Ủa, hồi đầu tháng con đã gửi rồi mà má. Nhưng tiền đó không có đủ đâu con. Tại em con á, năm nay nó lên lớp 12 nè. Má phải mua xe đạp mới cho nó. Chiếc xe nó cũ lắm rồi, cho nên nó ngại với bạn bè lắm. Sao lại phải mua xe mới? Chiếc xe đó hồi con đi còn tốt lắm mà. Thôi được rồi, con sẽ cố gắng sắp xếp gửi tiền cho má. Con sẽ làm tất cả để cho con Trinh được đi học. Nhưng má nhớ thường xuyên nhắc nhở nó học hành nghe. Con đã không được học hành thì con sẽ cố gắng lo cho nó được học hành tới nơi tới chốn. Chứ bây giờ không có chữ nghĩa, làm công nhân trên này cực khổ lắm. Làm gì thì làm, nhưng mà con phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Dạ, con biết rồi. Con cúp máy nha má. Hay quá. Vậy là kỳ này có xe đạp mới đi học rồi. Con đó, xe tuy cũ nhưng mà vẫn còn đi được. Cần gì phải mua xe mới con? Thôi con không biết đâu. Có xe mới thì con mới đi học, không thì thôi. Thôi con đi học đây. Đi. Mướn nhà khác cho em ở nha. Dạo này ở đây á, có mấy thằng đòi nợ, nó hay tới, em sợ quá. Đợi một thời gian nữa đi, dạo này anh bận lắm. Sao em phải đợi? Không lẽ anh không lo cho sự an toàn của em hả? Mấy thằng đó tới đòi nợ người khác chứ đòi nợ em đâu mà lo.
Với lại World Cup sắp tới, anh đang để dành tiền để cá độ đá banh. Qua mùa rồi tính. Anh thì chỉ biết lo cho bản thân của mình thôi. Em mà có ra sao á, anh có còn quan tâm với em nữa đâu. Nếu vậy á, chia tay cho rồi đi. Em nghĩ kỹ đi rồi nói. Có thằng nào được như anh không? Có bao nhiêu tiền cũng đều dành cho em hết. Em khỏi làm công nhân cực khổ, được ăn sung mặc sướng, còn kêu ca nữa. Anh cũng bó tay em luôn. Em nói chơi thôi mà. Anh làm gì dữ vậy? Thôi, vậy chừng nào anh thắng độ thì mướn nhà khác cho em ở nha. Thôi, mày mới đi làm về thì ở nhà nghỉ đi. Để tao vô với con Khánh cho. Vậy cũng được. Chào mấy cưng. Chào đây. Tính bài là cái chuyện tự tử để mà lánh nợ anh đúng không? Không có dễ dàng đâu. Anh báo tụi cưng biết. Mau mau kiếm tiền trả nợ cho anh đi. Còn bằng không á, anh không nương tay như lần trước đâu ha. Anh thư thả cho tụi em một thời gian được không? Bây giờ Khánh á, nằm trong bệnh viện. Tụi em á, cũng phải lo cho nó. Nên tụi em chưa có xoay sở kịp. Bây giờ anh không cần nói nhiều nữa. Mấy cưng á, trả một lần 7 triệu cho anh. Tiền vốn là 5 triệu, tiền lời là 2 triệu. Hả? Tổng cộng là 7 triệu. Vậy là tình nghĩa lắm rồi đó. Trời đất, mấy anh ăn lời thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Bụng muốn cắt cổ người ta luôn hả? Thôi mà nụ, mày im đi. Mấy cưng muốn làm sao thì làm ha. Nổ trong 2 ngày phải trả tiền cho anh. Nhớ nha. Nè, đừng có nhá anh ha. Lần sau anh trả lại mà không có tiền á, đừng có buồn anh nha. Nhớ đó. Mày coi xin ứng trước lương ở chỗ làm được không? Tao hỏi chị quản đốc rồi, nhưng mà không có được. Lần trước á, tao cũng xin ứng trước một lần rồi, đi gửi về quê đó, mày không nhớ hả? Biết làm sao giờ. Tháng rồi tao cũng gửi về quê cho má tao hết rồi. Chút nữa mày vô bệnh viện á, đừng có nói cho con Khánh biết nghe không? Để nó lo đó. Chờ nó xuất viện đi rồi tính. Nhưng liệu tụi thằng tèo que có chờ mình được quá 2 ngày không chứ? Thôi, mày cứ đi đi, đem cháo cho con Khánh trước, rồi tính sao. Thôi chết, quên kêu con nụ dậy nữa. Nụ dậy. Dậy giờ đi làm rồi kìa. Tối qua ở trọng với con Khánh tới khuya, giờ tao buồn ngủ quá. Tối nay để tao thay ca cho. Mày khỏi vô. Tao với mày cùng đi làm hết. Không biết con Khánh ở trong trọng có một mình có sao không nữa. Không sao đâu, nó khỏe nhiều rồi. Bác sĩ nói 2 ngày nữa là ra viện được rồi. Thơm nè. Hả? Tao có cách để tụi mình có tiền trả cho tụi tèo què rồi. Cách gì vậy mày?
Giờ tao cũng chưa chắc lắm, nhưng nếu mình làm thử thì chắc cũng có 50% hy vọng, phải không? Mày nói gì tao không hiểu. Thôi, chừng nào được á thì tao nói cho mày biết. Còn giờ mà không đi làm là bị trễ đó. Anh có chuyện gì vậy cô? Cái này của anh phải không? Tôi nhặt được ở ngoài kia. Tôi cảm ơn cô. Tôi giỏi quá, làm ra lúc nào cũng không hay. Ủa, cô cũng là bệnh nhân của phòng này à? Cô bị sao vậy? Tôi ở phòng này, nhưng mà tôi không phải bệnh nhân. Tôi không có bị bệnh gì đâu. Không phải bệnh nhân sao cô lại vô nằm viện? Tôi không có thích vô, nhưng mà tôi bị bắt đưa vô đây. Trời ơi, người sinh vậy mà bị bệnh thần kinh, tội quá. Vậy cô chữa trị ở đây đã ổn định chưa? Mệt anh quá à. Tôi có bị điên đâu, tôi chán đời thôi à. Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi cô nghe. Mẹ, dậy ăn cháo đi mẹ. Dạ, cảm ơn chị. Bệnh nhân nhiều số 5 dạy nhận thuốc. Dạ, bác ấy có chị hơi mệt và người nhà không có ở đây, chị để em nhận cho. Vậy cô lấy nước cho bà cụ uống dùm dạ. Nha. Dạ bác ơi, bác chị uống thuốc đi bác. Dạ. Dạ, nước này bác. Từ từ thôi bác.
Cảm ơn con nhiều nha. Dạ không có gì. Bác nghỉ đi à. Nhận cơm chưa? À, hay là để con ra lấy cơm cho bác luôn nha. Ừ. Dạ. Cảm ơn chị. Bác đói chưa? Hay là để con giúp bác nha. Chứ con trai bác chưa tới, bác chờ lâu sẽ mệt đó. À, bác phiền con quá à. Từ sáng tới giờ cái gì bác cũng nhờ con hết trơn. Bác đừng có nói như vậy, con có giúp được gì nhiều đâu ạ. Dạ, bác ăn đi à. Dạ, coi chừng nóng đó bác. Dạ, để đó, để cháu đút cho. Dạ. À, anh... Cảm ơn cô nhiều nghe. Được rồi, cô để đó cho tôi. Dạ. Cái thằng này, em nó nói như vậy rồi mà cứ cô tôi hoài, nghe sao xa cách quá à. Cứ gọi anh em đi cho nó thân mật. Được không con? Dạ, con sao cũng được. Cái thằng con của bác á, lớn xác như vậy à, nhưng mà nó vẫn khờ khạo, nhát hít lắm. Vậy nên giờ này nó vẫn còn ế đó con. Má này, em ở đây á mà nghe má nói xấu anh cả ngày thì em cứ tưởng anh là người từ trên trời xuống vậy đó. Bác có nói xấu gì anh đâu, khen anh cả ngày thì có. Thì con hát là mẹ khen hay thôi, mà em đừng nghe lời má anh nghe. Cái thằng này cứ vậy à, sau này về mà xúi con dâu không nghe lời má là chết đó nha. Chuyện xa xôi quá, má cứ để từ từ đi, tới đâu thì tới. Má yên chí đi, tới lúc đó con sẽ bắt vợ con á thương má như là con thương má vậy đó. Phải vậy không đó, nghe mà mừng muốn khỏe luôn à. Để sống thêm tới ngày có con dâu, có cháu nội mà ẵm bồng. Không sao đâu má, tự vì con tranh thủ về nghỉ trưa rồi con đi mà. Má, má ăn miếng đi má. Ừ. Anh cảm ơn em nhiều nghe. Thời gian ở đây á, em giúp anh nhiều quá. Thiệt tình anh cũng không biết nói sao để cảm ơn em nữa. Có gì đâu anh đừng bận tâm. Em à, em nói thiệt đi, em bị sao mà nằm viện vậy? Em... Ờ, bữa trước á, bác nghe cái cô y tá nói là
con uống thuốc tự tử rồi cấp cứu vô đây phải không? Có chuyện gì vậy con? Con đi xin việc nhưng bị người ta gạt hết tiền, thiếu nợ nhiều quá. Tụi giang hồ tới đòi nhưng mà con không có tiền trả nên con... Mấy kẻ lừa đảo đó làm chuyện thất đức quá à. Thiệt tội cho con. Vậy là bây giờ em vẫn chưa đi làm ở đâu à? À, chỗ anh làm á, hình như đang tuyển công nhân đó. Nếu em muốn thì nộp hồ sơ vô đó xin việc đi. Anh giúp được gì thì em giúp. Em đừng có buồn nữa. Dù có xảy ra chuyện gì á, em cũng phải nghĩ tới người thân, nghĩ tới cha mẹ của mình nữa chứ. Vì mình chết là hết, nhưng họ mới là những người ở lại chịu đau khổ. Từ khi em sinh ra, em không có cha mẹ rồi. Anh xin lỗi, anh không biết. Không có gì đâu anh, em quen rồi. Em ăn cơm luôn đi. Dạ em cảm ơn. Đi uống nước với em một chút đi. Em có chuyện cần nói với anh. Ờ, nụ. Có liên quan gì tới Thơm không? Ờ, cũng có chút chút. Thôi, lát nữa em sẽ nói. Từ từ khoai cũng nhừ mà, đi. Ờ, được. Không, con Thơm nó mượn giúp con Khánh làm phí xin việc. Ai dè, con Khánh lại bị người ta gạt hết tiền. Mấy bữa trước nó nghỉ quẩn, uống thuốc ngủ tự tử. Giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện đó. Nghiêm trọng vậy sao? Anh coi có cách nào để giúp nó được không?
Từ từ đem tính xem sao. Giờ sao không làm việc? Đứng thảnh thơi quá vậy? Làm đi! Nhìn chi? Làm việc! Biến đứa quen! Làm đi! Nhìn chi? Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đứng đây? Dạ, em có chuyện muốn nói với xưởng trưởng à. Có chuyện gì vậy? Vô đây rồi nói. Dạ, em muốn xin anh cho em ứng trước 2 triệu tiền lương được không ạ? Ở đây có cho ứng lương vào nửa tháng đó. Cậu ráng chờ tới lúc đó chắc sẽ được. Dạ, em có chuyện quan trọng lắm, không thể chờ tới lúc đó được. Anh làm ơn giúp em được không anh? Thôi, nể tình cậu làm việc ở đây lâu, tôi sẽ ráng giúp cậu. Nhưng trước giờ không có ứng 2 triệu được đâu. Phần nữa thì được. Dạ. Sao? Giờ cậu có ứng không? Để tôi còn viết giấy. Không là tôi đi công việc đó. Dạ có chứ ạ. Anh làm giấy giúp em đi ạ. Con làm gì ở phòng má vậy? Con vô phòng kiếm má hả? Dạ con qua hỏi coi má có đăng ký đi chuyến đi miền Trung không? Có chứ. Có bà bạn đăng ký giùm má rồi. Đầu tuần sau là đoàn của má đi đó. Mà có gì không? Dạ không có gì. Tại con thấy má bận nhiều công việc quá, con sợ má quên thôi. Thôi con ra ngoài chút xíu nghe má. Lại đi gặp con Thơm phải không? Không phải đâu má, con định ra ngoài mua ít đồ thôi. Ừ, đi đi. Đi sớm rồi về sớm nha con. Dạ. Hy vọng là bận rộn nó sẽ quên được con nhỏ đó. À, trời đất ơi, sao mày về trễ vậy Thơm? Bộ bữa nay mày tăng ca hả? Không, lúc chiều á tao tăng ca sớm, nhưng mà tao á dắt xe đi lòng vòng tới giờ luôn. Trời đất, mày đi lòng vòng ở ngoài làm gì? Bộ có chuyện gì nữa hả? Tao cố nghĩ cách để kiếm tiền trả cho tụi tèo què,
mà nghĩ hoài cũng không ra. Tao cứ dắt xe đi như vậy á, rồi tao quên cả thời gian luôn á. Tưởng gì, tao trả cho tụi nó rồi, mày đừng có lo nữa. Hả? Mày đang nói gì vậy? Tao nói á, là tao trả hết nợ cho tụi tay què rồi. Từ nay á, tụi nó không có tới làm phiền phòng mình nữa đâu. Nhưng ở đâu mày có tiền mà trả? Bí mật. Chuyện đó tao sẽ nói sau. Thôi, tụi mình vào bệnh viện nhanh lên, để con Khánh nó chờ. Ủa, Thơm, Tụ, tụi em cũng mới vô hả? Tại bữa nay con Thơm nó về trễ. Em phải đợi nó về rồi cùng đi luôn. Cha, anh Kha lo cho con Khánh hết biết luôn nha. Tối như vậy rồi mà còn vô thăm con Khánh nữa. Ờ, thì tại ban ngày anh bận quá nên tranh thủ buổi tối thôi. Ờ, ngày mai á, con Khánh nó xuất viện rồi đó anh Kha. Ờ, vậy hả? À, còn chuyện tiền bạc trả cho tụi tèo què đó, hồi chiều này á, anh có lên gặp xưởng trưởng xin ứng trước lương, nhưng mà chỉ được có 1 triệu thôi à. Chắc là không đủ trả hết một lần. Nhưng mà tụi em cứ cầm tạm đi, rồi có gì mình tính tiếp. Chuyện nợ nần anh đừng lo nữa. Chiều nay em đã trả xong cho tụi nó rồi. Tụi nó không có tới gây chuyện nữa đâu. Ủa, sao nhanh vậy? Mà tụi em làm gì có tiền mà trả chứ? Kỳ này á, mà không nhờ con nụ á, là em với con Khánh á, tiêu với thằng Dũng mất nâu rồi đó anh. Vậy thôi, số tiền này á, mình để dành làm thủ tục xuất viện cho Khánh cũng được. Con Khánh á, mà nó biết được tấm lòng của anh vậy, chắc nó xúc động lắm luôn á. Những chuyện anh làm có là gì đâu. Thì mình là anh em chung nhà trọ mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Mà tụi em đừng cho Khánh biết chuyện này nghe. À thôi, mình vô thăm Khánh đi. Bác ăn với con đi bác. Dạ, con chào cô. Ủa, con chào cô. Dạ, con chào cô. Con cứ nói chuyện với các bạn đi, bác nằm nghỉ chút nha. Dạ. Anh, ăn đi. Khánh, dì báo cho em một tin vui nè. Chiều nay á, nụ đã trả hết tiền cho thằng tèo què hết rồi. Trời, thiệt gì hả chị? Em cảm ơn chị nụ nhiều lắm. Sau này em sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền trả lại cho chị. Thôi, em khỏi cảm ơn đi. Đó không phải là tiền của chị đâu. Không phải tiền của mày á, chứ là tiền của ai? Đừng có hỏi. Tao đã nói là bí mật mà. Dạo này mày có nhiều bí mật ghê ha. Em vui quá à. Em ước gì ra viện là có việc làm ngay, để em đỡ đần cho mọi người. Em nợ mọi người nhiều quá rồi, không biết tới lúc nào em mới trả hết được. Em cứ vậy không à, lại khách sáo nữa rồi đó. Nếu như em không khách sáo mà chỉ biết tự nhiên như ruồi á, thấy cái gì ăn được hay không ăn được cũng bu vô, thì mấy anh chị mới sợ em đó. Chị. Bên chỗ anh làm á, đang có tuyển thêm người đó. Nhưng mà anh không biết em có làm nổi không, tại vì công việc ở đó vất vả lắm. Dù có cực khổ mấy, em cũng chịu được mà. Em không thể để thất nghiệp hoài như vậy được. Hay anh thử xin cho Khánh vào đó làm đi, chứ để nó ở nhà một mình nó buồn rồi lại suy nghĩ lung tung á. Ừ, để ngày mai anh nói chuyện với xưởng trưởng xem sao. Dạ. Vậy là mai mốt á, anh Kha khỏi đi đi về về một mình rồi nha. Lúc nào cũng có em Khánh chị ở bên cạnh hết. Chị này nói bậy không ạ? Anh thấy Thơm đâu có nói gì bậy đâu. Nói vui mà. Mà cũng đúng, anh với em làm chung, không lẽ em đi về với ai?
Sao ai cũng cười hết, chỉ có mình mày không cười vậy? Bộ mày thấy tao vui duyên lắm hả? Tôi đâu có dám chê ai vô duyên đâu. Vì chỉ mình tôi á là đủ vô duyên cho tất cả thiên hạ rồi. Ủa? Chị Nụ. Em đi đâu vậy Nụ? Tụi mình vô duyên thiệt á. Giờ tao với mày á vô bệnh viện đón con Khánh. Khi về á, mình mua cái gì ngon ngon nấu cho nó ăn nha. Ừ, nhìn nó như vậy nhưng chắc cũng còn yếu lắm, mình phải bồi bổ thêm cho nó mới được. Nghĩ mà giận nó hết sức vậy đó, có bao nhiêu tiền đâu mà phải tự tử. Mình mà không phát hiện kịp thời á thì có phải uổng công gia đình nó đã nuôi nấng nó không á. Chắc cũng tại tao hay nói này nói nọ nên nó buồn, nó quỷ quẫn như vậy. May mà không sao, chứ nếu không tao ân hận suốt đời. Nhưng mà điều tao vui nhất bây giờ á là giữa mày với nó không còn gút mắt gì nữa hết á. Tụi mình ráng thương nhau, giúp đỡ nhau cùng sống chung là được rồi. Ừ, hy vọng là anh Kha sẽ sớm xin được chỗ làm cho nó. Nó có việc làm ổn định thì tao mới yên tâm được. Thôi, mình tranh thủ quá vô đón nó sớm đi rồi mình còn đi làm nữa. Mày vô thay đồ đi. Bác chịu khó đi dạo một chút cho thoải mái. Đi dạo buổi sáng như vậy á tốt cho sức khỏe lắm đó bác. Cũng may là có con Diều nên bác mới ra ngoài được. Chứ thằng Thuấn nó bận quá à. Lúc nào cũng tất bật với công việc hết á. Má, con mang đồ ăn cho má nè. Anh cũng có mua đồ ăn cho em nữa đó. Cảm ơn anh nhiều nha, em làm phiền anh quá à. Có gì đâu, anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Em cũng giúp anh chăm sóc má của anh thôi. Con ăn uống gì chưa? Dạ. Đã tăng ca cả đêm, sáng lại lo chạy vô đây liền. Không ăn uống cẩn thận coi chừng bệnh nha con. Con ăn rồi, má đừng có lo cho con. Ủa, chị Thơm, chị Nụ. Con chào bác. Dạ, chào bác, chào anh ạ. Dạ, bác đây là nằm chung phòng với em, hai chị biết rồi. Còn đây là anh Thuấn, con trai của bác. Ủa, chắc em biết là sáng nay tụi chị vô đón em xuất viện hay sao mà ra đây ngồi chờ vậy? Em muốn về nhà lắm rồi. Ủa, bữa nay em được xuất viện rồi hả? Em khỏe hẳn rồi, bác sĩ không có chờ ở đây nữa nên em phải về thôi. Anh chúc mừng em nghe, được về nhà là tốt rồi. Bác ở lại nhớ ăn uống đầy đủ cho mau khỏe nha bác. Tối nay con xuất viện rồi, rảnh con sẽ vô thăm bác. Con cũng ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ. Sau này nhớ đừng làm chuyện dại dột nghe chưa. Bác sẽ nhớ con lắm đó. Dạ, con biết rồi. Thôi con với hai chị vô bệnh viện làm thủ tục xuất viện nha. Dạ chào bác, dạ chào anh. Em về. Dạ, chào bác, tụi con về. Dạ chào bác, chào anh ạ. Con nhỏ vừa hiền lành vừa dễ thương. Ai có phúc lắm mới lấy được nó đó. Má đã giàu trí tưởng tượng nữa rồi. Miễn là con muốn á, có gì mà không được. Con trai á, mà thấy đứa con gái nào hay hay á thì phải chủ động tấn công. Chứ con gái nó thích á, nó rù quến ngược lại thì sao? Con nên nhớ cái loại gái mà như trâu đi tìm cọc thì cũng là gái già, gái ế, gái hư rồi. Chứ không phải là của ngon vật lạ đâu à nghe. Con mệt má quá à. Má cứ thấy cô gái nào cũng tưởng tượng là con dâu mình được. Con á, con không có dễ đâu à.
Cái con Khánh mà con còn chê gì nữa. Để tới lúc có thằng khác nó chôn rồi á mới biết là xót ruột. Con biết rồi. Ừ. Con biết rồi mà. Mà cứ chờ đi. Việc gì tới sẽ tới mà. Mà việc gì không tới á cũng sẽ chẳng bao giờ tới. Muốn làm vợ chồng với nhau á thì phải có duyên nợ, chứ đâu phải cứ ghép đôi khơi khơi là được đâu má. Cứ nghĩ như con, tới lúc má chết rồi á cũng chẳng biết mặt dâu mặt cháu đâu hết á. Má đừng có lo mà. Con á, con sẽ làm cho má tội nguyện mà. Thôi, mình đi vô ăn sáng rồi nghỉ ngơi má ha. Ừ. Chị chút nha. Xui xẻo qua đi, may mắn lại đến. Em bước qua đi. Em hả? Hà tin là có còn hơn là không. Mày bước qua luôn đi. Hey. Vậy là xong rồi. Ủa, Khánh về rồi hả? Khỏe chưa? Tụi này mua trái cây nè, sẵn mừng Khánh xuất viện á. Trời ơi, hai người làm gì mà khách sáo quá vậy? Qua chơi là được rồi. Lần sau á, mà có chuyện gì á, phải nhớ nói cho mọi người biết nghe chưa? Đừng có làm chuyện dại dột như vậy á. Một lần là sợ tới già rồi, không có lần sau nữa đâu. Nhớ đó. Biết vậy là tốt rồi. Mọi người ngồi chơi đi. Chị vô chị lấy trái cây. Đây đây. Trái cây nè, mọi người ăn đi. Khánh ăn đi. Thôi đúng à. Nè cho miếng nữa nè. Khánh, ăn đi em. Em vui quá. À, cho gửi. Con cho gì? Lại phở tái nữa phải không con? Dạ đúng rồi. Tính con á chung thủy lắm gì. Ăn cái gì á là ăn một thứ một thôi. Gì cho con tô như vậy? Rồi, đại diện chút nha. Phở của em đây. Cảm ơn anh Tâm. Sao trời hôm nay tự nhiên nóng đột xuất quá anh Tâm ha? Cài áo khoác lại đi bà. Trời đất ơi, có phải đàn ông không vậy trời? Mấy chị thấy sợi dây chuyền này có hợp với em không? Quá, đẹp quá ta. Của ai tặng vậy? Của bạn trai em mới tặng cho em đó. Trời ơi, cô bỏ anh chàng sợp ghê ha. Sợi này cũng phải hơn triệu chứ ít gì. Anh tốt lắm đó chị. Anh biểu em đừng có đi làm nữa, ở nhà anh nuôi. Vậy là em sướng quá rồi, đồng ý đại đi cho rồi. Em biết ảnh thương em á và sợ em vất vả. Nhưng em phải suy nghĩ chứ chị. Mình mà nhận lời liền á, người ta lại nghĩ mình thừa cơ ăn bám, mất giá chết. Đừng có thấy như vậy mà ham. Biết đâu chàng ta có ý đồ gì đó, nên chịu vậy thôi. Người yêu tôi á, không phải hạng người vậy đâu. Bà đừng có ghen tị mà nói lung tung. Sao? Ai thèm ghen tị với mày? Bộ mày tưởng có mình mày có bộ hay sao? Tại vì á tao lo cho mày. Sợ mày á bị trai nước lạt nên tao mới nhắc nhở mày cẩn thận vậy thôi. Mày biết cái gì mà nhận xét người yêu của tao mày? Không biết. Nhưng thời bây giờ Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều.
cẩn thận cũng không thừa đâu cưng. Mày im đi. Sao tao phải im? Tao nói miệng tao ai cấm được tao chứ. Mày muốn gì hả? Mày muốn gây sự với tao phải không? Ê, mày muốn đánh lộn ở đây hả? Tao mới sợ đâu nha. Chuyện có vậy không mà cãi nhau làm gì nữa không biết. Thiệt tình. Chị Nụ, sao bữa nay chị không nói gì hết vậy? Chị nói với mẹ một câu công bằng đi chứ. Mỹ nó nói đúng đó. Dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn mà. Ê, lát nữa đi ăn kem ha. Chúng em qua em chở chị ha. Trước nha. Dạ, bye bye chị. Sao vậy? Còn giận chị chuyện hồi chiều không binh vực em hả? Không phải. Con Mỹ không biết gì hết á. Bạn trai em tốt lắm. Ảnh không giống như mấy người khác đâu. Ảnh quen em nhưng có lợi dụng em đâu. Vậy chắc là con Mỹ nói sai rồi. Mà em để ý lời của nó làm gì? Miễn sao em thấy lựa chọn của mình đúng là được rồi. Tất nhiên là em tin vào lựa chọn của mình rồi. Và em đang rất là hạnh phúc. Đó, bạn trai em đó chị. Chị thấy phong độ ghê chưa? Thôi em đi nha. Gặp lại chị sau, bye bye chị. Nhị ơi. Nhị à. Dạ. Vô đây tôi hỏi. Thần Nhân nó về chưa em? Dạ chưa bà. Mà có gì không vậy bà? Không, không có gì đâu. Thôi em xuống nhà làm việc đi. Dạ. Không có chuyện gì mà gọi mình thất thanh như vậy. Chắc là cậu Nhân lại gây chuyện nữa rồi. Quá lắm rồi. Còn với cái thiệt tình. Con đứng lại đó. Ủa má? Má chưa ngủ hả? Má có chuyện muốn hỏi con. Chuyện gì vậy má? Con nói thiệt đi. Số tiền đó con lấy đi làm gì? Tiền gì má? Con không hiểu. Tới giờ phút này mà con còn định chối nữa hả? Má hỏi lại, con cần số tiền đó để làm gì? Con... Có phải con lấy tiền đó con đưa cho con Thơm phải không? Không có đâu má. Má nói gì vậy? Con không có. Nhìn cái thái độ của con, không cần hỏi má cũng biết hết rồi. Từ trước tới giờ con rất là ngoan. Con đâu có như vậy đâu. Từ khi con quen con Thơm rồi, con bất cần, con không nghe lời má nữa phải không? Không phải vậy đâu má. Má nghe con nói đi. Má không cần nghe gì hết. Những gì con làm con tự kiểm điểm lại đi. Con đứng trước bàn thờ ba con mà con tự vấn lương tâm lại đi. Anh Kha nói á, ngày mai anh sẽ chở em đi với ảnh đi xin việc làm á. Có anh Kha giúp á chắc là được đó em.
Mày đang nghĩ gì vậy nụ? Xong ăn đi. Bữa nay tao nhìn thấy người yêu của nhỏ Nga làm chung với tao rồi. Sao? Thấy anh bạn nó đẹp trai quá rồi ghen tị hả? Ghen tị cái con khỉ. Mày có biết thằng đó là ai không? Ai? Thằng đó là Dũng Mắt Nâu, thằng đàn em của Tèo Què. Hôm bữa tới đây đòi nợ tụi mình nè. Rồi. Trời đất, sao sao con Nga giống quen với thằng đó vậy? Bởi vậy tao mới nói. Hay là mày nói cho nó biết đi, kêu nó phải cẩn thận với thằng đó. Hơi khó đó. Bây giờ con Nga tin tưởng thằng Dũng lắm. Chiều nay á, nó cãi với tụi con Mỹ, cũng vì tụi con Mỹ xúc phạm thằng Dũng đó. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Dù sao cũng không thể để cho thằng Dũng gạt nó được. Khánh ơi, mình đi thôi em. Dạ. Nãy giờ chắc đợi anh lâu lắm phải không? Có gì đâu anh, mình đi lúc nào cũng được mà. Nãy giờ ngồi ở trong đó không thấy làm sao hết. Bây giờ chuẩn bị đi, em thấy lo quá. Không sao đâu, anh đã nói chuyện với xưởng trưởng rồi. Mà mọi người ở chỗ anh làm cũng thân thiện lắm, em đừng có lo. Lên đi em. Vô đi em. Ở đây. Dạ, chào xưởng trưởng. Dạ. À, chào cậu. Đây là Khánh. À. Mà bữa trước em đã nói với anh rồi đó. Ừ. Anh có thể cho cô ấy làm việc gì cũng được, như là chà nhám, đánh bóng, xem vẹt ni, hay là hoàn thiện sản phẩm gì đó. Em tin Khánh sẽ làm được. Cô ấy chịu khó lắm anh à. Tôi tin tưởng người do cậu Kha giới thiệu, nên tôi không cần phải hỏi gì nhiều. Tuy công việc ở đây hơi vất vả, nhưng tôi tin là cô sẽ làm được. Cố gắng lên. Có gì không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi mọi người. Dạ, em cảm ơn xưởng trưởng. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi bây giờ cậu đưa cô Khánh xuống gặp cậu Hòa, rồi kêu cậu Hòa sắp xếp công việc cho cổ. Dạ, tụi em đi nha. Ừ. Dạ, tụi em đi. Chào cô. Đi. Qua đây. Anh. Dạ. À, chào tổ trưởng. Dạ, chào. Ai đó? Dạ. Hả? Đây là Khánh, em gái em. Xưởng trưởng đã nhận cô ấy làm việc rồi, nhờ anh sắp xếp công việc cho cô ấy. Cô ấy gặp xưởng trưởng chưa? Dạ, dạ vừa mới nói chuyện với anh ấy xong à. Được rồi, xưởng trưởng đã nhận lời rồi, tôi không còn gì để nói hết. Cậu coi hướng dẫn cổ á, làm những công việc dễ dàng trước đi. Cảm ơn tổ trưởng à. Dạ, cảm ơn anh. Đi em. Bên này nè. Mày biết không, tao có chuyện này vui lắm nè, tao muốn kể cho mày nghe á. Giữ bí mật cho tao nha. Nga à, bộ em yêu bạn trai em lắm hả? Dạ yêu chứ chị, ảnh rất tốt với em mà. Vậy nếu một ngày nào đó em phát hiện ra bạn trai em không tốt như em nghĩ thì sao? Làm sao mà có ngày đó hả chị? Thì chị chỉ giả dụ vậy thôi mà. Em chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng em luôn tin ảnh là người tốt.
Dạ em nghĩ em đã lựa chọn đúng. Em phải làm gì nè? Dạ. Vậy nè ha, em cứ chờ đợi như vậy là được. Đi nhám nè em. Dạ. Đó, phải chạy cho đều. Ok. Cậu làm gì đó? Việc của mình không lo, lo việc tài lanh tài lọ không à. Vậy chỗ làm đi. Dạ dạ. Lúc nãy anh dặn em là hướng dẫn cho Khánh làm những việc đơn giản mà. Hướng dẫn á, chỉ như vậy là được rồi. Có cần cậu ân cần vậy không? Không nói nhiều nữa. Vậy chỗ làm đi. Em cứ làm cho quen tay đi. Lúc khác anh chị em theo. Anh, không có sao đâu. Anh cứ đi làm đi. Em tự làm cũng được. Để đi. Nhanh tay lên.